Khi vào Swinburne thì mình không còn là số 1 nữa. Học chỉ vì điểm số và có tính cạnh tranh rất là gắt gao một cách không cần thiết. Hụt hẫng một chút xíu bởi vì nó không được to như mình nghĩ. Họ tên của mình là Ngụy Đức Anh nhưng mà mọi người ở Swinburne thì thường gọi mình là Ngụy. Mình tên là Đào Ngọc Quỳnh Trang. Mình tên là Bùi Hà Vân. Khó khăn lớn nhất của mình chắc là việc phải rời xa gia đình. Cái cảm giác xa nhà, cái cảm giác kiểu bị cô đơn lạc lõng của mình nó lại trỗi lên. Vì mình gọi điện về nhà mình cũng không dám chia sẻ với bố mẹ nhiều vì sợ bố mẹ lo lắng. Hồi mà mình học cấp 3 thì mình luôn là người học giỏi nhất lớp, nhất khối. Nhưng mà khi vào Swinburne thì mình không còn là số 1 nữa. Thực sự là mình cảm thấy rất là áp lực khi mà học tại Swinburne. Có rất là nhiều người quá quan trọng vẻ bề ngoài, học chỉ vì điểm số và có tính cạnh tranh rất là gắt gao một cách không cần thiết. Sau khi trở thành thành viên của ban tổ chức Sing Out Loud thì mình cảm thấy rất là vui bởi vì mình được thỏa sức với hai niềm đam mê của mình, đó chính là thứ nhất niềm đam mê âm nhạc và thứ hai đó chính là đam mê ở lĩnh vực truyền thông. Mình cảm thấy mọi người ở các ban khác nhau rất là đoàn kết và tạo cho mình một cảm giác như là đây là một gia đình thực sự, và cảm giác xa nhà nó cũng không đến mức đáng sợ như thế. Và mình có thể gọi về nhà bảo bố mẹ ơi hôm nay con vừa đi chơi với bạn, con vừa chạy sự kiện với bạn, khoe với gia đình của mình là mình đã thực sự có một gia đình mới ở đây. Khi mà học Swinburne, bạn bè mình rất là tốt. Các bạn cũng chính là cái động lực để cho mình cố gắng hoàn thiện bản thân hơn từng ngày. Mình phải học cách chấp nhận và tôn trọng người khác. Mình phải có sự thấu cảm. Thế giới còn rất là nhiều những cái góc nhìn khác, cái cách sống khác. Khi mà mình tiếp xúc với nhiều người hơn và mình được mở rộng cái thế giới quan hơn thì mình biết thật ra là đấy là bởi vì chúng ta đến từ những cái background rất là khác nhau. Và chỉ vì mình có những cái thuận lợi hoặc những cái bất lợi khác với người khác không có nghĩa là cái cách sống của mình là đúng. Thật ra bố mẹ mình thì là luôn luôn ủng hộ các cái quyết định của mình. Mình được như này, đó cũng chính là một phần là nhờ bố mẹ mình. Mình rất là may mắn tại vì có bố mẹ rất là hiểu và theo mình suốt quãng đường mình từ bé đến giờ. Swinburne là một cái gì đấy gắn liền với kỷ niệm với ông nội mình nên là mình rất là có tình cảm đặc biệt với Swinburne. Hồi mà mình ôn thi đại học thì ông mình ốm nặng thì lúc đấy ông cũng sắp mất thì ông nội là người mình yêu nhất trên đời ấy. Thì ông cũng bảo là ông sẽ kiểu cố gắng sống đến lúc mà cháu thi đại học xong. Thì hôm đấy buổi sáng phỏng vấn suy mới xong một cái thì buổi chiều ông mất luôn. Ví dụ như mình rất là ấn tượng với cô Hạnh ở năm nhất bởi vì không chỉ là một người thầy, không chỉ là người cô mà còn là người bạn của mình ở trong lớp học. Thực ra là các thầy cô dạy mình thì đều là những người rất là tuyệt vời. Từ khi mà gặp chị Thảo thì mình không chỉ thích cách chị dạy tại vì chị dạy rất là hay, mà chị mình học được cái cách mà chị tư duy cũng như là cách mà chị yêu công việc của chị để mình nhìn lại bản thân mình. Mình ấn tượng nhất với chị Thảo. Mỗi người thì đều có một thế mạnh rất là riêng. Thế nhưng mà mình thấy thế mạnh lớn nhất của chị Thảo là chị còn rất là trẻ nhưng mà cái sự tận tâm của chị. Nếu như mình là ở độ tuổi của chị và mình đi dạy thì chắc chắn mình không có được cái sự tận tâm như vậy. Mỗi khi mình làm bài thì mình luôn cố gắng làm sao để xem lại hết tất cả những slide mà chị tự tay chuẩn bị để không làm phụ lòng chị. Em nghĩ là bạn Trang Chip, bạn ấy rất là năng nổ, rất là cởi mở, rất là hướng ngoại. Bạn ấy rất là giỏi leadership. Mình rất cảm ơn bạn đã trở thành một phần thanh xuân của mình tại Swinburne Việt Nam trong vòng 3 năm qua. Khi mà nghe câu hỏi này thì cái tên duy nhất và cũng là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu mình đấy là Nguyễn Đức Anh. Mình như là một phiên bản nữ Nguyễn Đức Anh vậy, tại vì là bọn mình có rất là nhiều điểm chung giống nhau. Đúng, Nguyễn Anh thì luôn 10 điểm trong mắt của mình tại vì là Nguyễn không chỉ học giỏi mà Nguyễn còn rất là năng nổ, rất là dịu dàng và rất là đối xử tốt với người khác. Trang Chip là một trong những cái người mà đã rất là hỗ trợ support mình khi mà mình cần và cũng là một trong người lắng nghe những câu chuyện của mình và tạo cho mình một cảm giác rất là an toàn, thoải mái. Khi mà mình càng lớn thì sẽ càng khó tìm được một cái vòng tròn mà kiểu cho mình cái cảm giác mình kiểu I belong here. Mình rất là yêu mọi người. Mọi người đã cho mình cảm giác như đây là một gia đình thứ hai của mình và khiến mình cảm thấy thoải mái và sẵn sàng trở về bất cứ lúc nào sau này. Khi mà nhìn lại quá trình mà mình trưởng thành từ 3 năm trước đến bây giờ thì mình cũng có rất là nhiều cảm xúc, cũng có nhiều sự tiếc nuối. Có thể là có những cái chuyện mà mình đã có thể làm khác đi hoặc cố gắng hơn chẳng hạn. Nhưng mà đó cũng chính là bài học cho mình để biết được là con đường sau này thì có một số thứ mình nên làm như thế nào. Mình cảm thấy đây là một lựa chọn rất là đúng đắn tại vì chỉ khi mà mình bước chân vào Swinburne rồi thì mình có thể trưởng thành và mình là một con chip mà biết suy nghĩ và sống tử tế được như ngày hôm nay.